Cái máy tính có cam em của em học rồi. Em học máy tính không cam. Okay, it's okay. Okay, right. Rồi, ok. Now, on the student, please turn on your camera, please. Okay. Thịnh Nhân, how are you today? I'm fine. You're fine. So, have you eaten yet? Have you eaten yet? Ăn tối chưa? Yeah. Ah, okay. So, have you done your homework? Yes. Yes. Okay. Good job. What about Thảo Quỳnh? Are you good today? I'm fine. Yeah, okay, great. Can you see my screen now? Tại sao cô? Các con nhìn thấy màn hình của cô chưa nhỉ? Rồi, ok. Oh, I forgot to turn on the book. Okay, right. A previous lesson. What did you learn? Thiện Nhân. A previous lesson, what did you learn? We learned until the skills listening, right? Thì là Minh Châu cũng do học ngữ. Có anh. Okay, right. A previous lesson, we learn until we will learn. We learned four skills, right? We learned four skills: reading, listening, speaking, and writing, right? And your homework was. What is your homework? Your homework is. Your homework is. Viết. À, tại vì nhà của các bạn là gì nhỉ? Viết bài văn bằng tiếng Anh này tốt. Đúng rồi, chính xác. Rồi bây giờ các bạn đã nộp bài cho thầy chưa? Em nộp qua Facebook kia kìa. Rồi, ok. Rồi có thể lấy thế thì có thể kiểm tra qua cái Facebook cái nhóm đấy nhá. Các bạn có nghe thấy tiếng có nghe thấy tiếng nhạc của cô không nhỉ? Không hả? Ok. Rồi.
Hôm nay thì chúng mình sẽ tiếp tục học một we will learn a new unit, that is unit 11, look at on the animals. Okay, so before we start the lesson today, and we'll check your homework first, and before that, I will wait another students. À, rồi. À, cô sẽ trước khi mà vào một cái unit mới thì cô sẽ kiểm tra, thứ nhất là cô sẽ kiểm tra bài mới, kiểm tra bài cũ của các bạn. Thứ hai là cô sẽ đợi các bạn vào đủ đã nhá, bởi vì lớp của mình hiện tại đang thiếu thành viên đúng không? Thiếu Gia Bảo và thiếu Minh Châu đúng nhỉ? Rồi. Thế thì chúng mình sẽ đợi các bạn một chút đến khoảng 7:40. Nếu như các bạn mà không vào thì chúng mình sẽ bắt đầu bài học luôn nhá. Ok. 7:40 luôn rồi nè. 7:40. Em biết văn dở lắm cô, không biết viết gì hết. Thế thì nếu trong thời gian này thì cô sẽ kiểm tra bài tập của các bạn luôn nhá. Em biết đại. Em biết bạn nghĩ sao có bài nào mà được. Em tham khảo trên mạng rồi, toàn là bài khó hiểu không à. Em tự ghi đại xong, ghi đại cho biết nào. Rồi, để cô xem. Yeah, I can see. Sao con nói tiếng gì chị không hiểu được cơ. Yeah, I can see your Thảo Quỳnh's homework. Cô nhìn thấy bài tập của Thảo Quỳnh rồi. Ok rồi. Thảo Quỳnh chú ý cho cô này. We are eating đúng không nhỉ? Sau đó thì mom is drinking. Bỏ chữ mai cho cô nhá. Mom is drinking. Bỏ chữ mai đi. Tiếp tục. Câu tiếp theo, Dad is talking, thì bỏ cái chữ, checking photos, right? Thì tiếp tục bỏ chữ my đi cho cô nhá. Yep, my brother is dancing, right? And me, hả? Is playing. Ok, ở đây thì Thảo Quỳnh phải đổi cái chủ ngữ của Thảo Quỳnh đi. Chúng ta sẽ nói là tôi đang chơi thì chúng ta sẽ không nói là me hay là không nói là my, bởi vì me nó sẽ nằm ở vị trí ở tân ngữ chứ không phải nằm ở vị trí chủ ngữ. Được chưa? Và my thì sẽ phải đằng sau nó sẽ phải có một danh từ đang đi kèm. Thì chúng ta sẽ không sử dụng me và my ở vị trí là chủ ngữ nhá. Mà chúng ta phải sử dụng tôi. Sử dụng chủ ngữ tôi là từ I, được chưa? Ai, nếu mà chủ ngữ là ai thì động từ to be phải đổi thành gì nhỉ? Thành em, được chưa? I am playing, được chưa? Đó, sửa lại bài cho cô nhá. Em gặp bớt.
sửa những cái cô sửa đó. Em gạch đi nha cô. Đây nha, bây giờ gạch đi cho cô những từ sau này. Từ mai ở trong, từ mai ở trong mom is my drinking. Rồi cô. Câu câu tiếp theo dad is taking photos thì bỏ từ mai đấy đi. Dạ rồi. My brother is dancing thì đúng rồi. And I am playing. Xóa chữ me my is đi, đổi thành I am, được chưa? Rồi, ra bảo turn, please turn on your camera and say hello. Là sửa thành I am playing hả cô? Đúng rồi. Vậy có cần nạp lại không cô? Không cần, được rồi, cô sửa là được rồi, không cần không cần lấy lại nhá. Được chưa nhỉ? Rồi, ok. Rồi, cô mới nhìn thấy bài của bạn thôi. Mới nhìn thấy bài của bạn Thảo Quỳnh thôi. Còn các bạn khác thì vẫn cô vẫn chưa nhìn thấy. Cô chưa gửi à cô? Cô gửi gì con? Gửi cái bài tập về nhà cô. Cô gửi cho thầy rồi. Nhưng mà thầy chưa gửi à? Vâng. Để cô xem lại xem. Không gửi được thì đăng lên Facebook. During Tết, my father often cleans the house. My mother cooks with my grandmother. I help my parents a little bit. Bài tập này là của ai nhỉ? Thầy có gửi cho cô. À, bài của Thiện Nhân. Ok, right. Bài của Thiện Nhân về cách chia thì hiện tại đơn thì đúng. Nhưng mà ở đây thì cô đang mong muốn. Cô đang muốn là chúng ta sẽ chia thì sao thì lại tiếp diễn nhá. Nhân nhá. Tức là bài của con đúng. Nếu như mà chia thì ở đây thì cô sẽ không có chỉnh sửa gì cho con cả. Tại vì là khi mà con sử dụng thì hiện tại đơn này thì tất cả các câu con chia đều đúng hết. Nhưng mà ở đây thì cô đang muốn chúng ta vận dụng cái thì hiện tại tiếp diễn mà chúng ta vừa học để mà viết. Được chưa? Nên là Thiện Nhân sửa giúp cô những cái động từ về từ hiện tại tiếp diễn giúp cô nhá. Ví dụ như câu đầu tiên này. During Tết, my father is cleaning the house. Được chưa? Đó, ví dụ như thế. Tương tự như vậy các câu sau thì sửa thành thì hiện tại tiếp diễn cho cô nhá. Ok rồi, bài của con đúng nha. Bài của con đúng nhưng mà tại vì là chúng ta đang học thì hiện tại tiếp diễn nên là cô sẽ cô muốn chúng ta làm quen với thì hiện tại tiếp diễn một chút, được chưa? Rồi, hôm trước thì cô gửi bài tập cho thầy nhưng cô lại quên mất lại không chụp cái bài đấy cho thầy gửi cho thầy nên là rồi không sao. Rồi không sao, Gia Bảo. Rồi, tí nữa thì cô sẽ bật lại cái bài này tập cho này cho Gia Bảo, cho Gia Bảo hoàn thành giúp cô luôn nhá. Sao bạn quay camera xong đi đời luôn rồi. Rồi, không sao. Rồi 7:40 rồi và bạn còn chúng ta còn thiếu bạn Châu thôi đúng không? Học sinh chưa kể. Rồi nếu như mà chúng ta chỉ thiếu bạn Châu thôi thì chúng mình sẽ bắt đầu buổi học hôm nay luôn nhá. Rồi trước khi mà chúng ta vào buổi học ngày hôm nay thì cô sẽ kiểm tra bài của các bạn bằng việc cho các bạn kiểm tra từ mới của các bạn, kiểm tra bài cũ của bạn một chút. Cái gì hả cô? Cái này thì các bạn bật hết mic lên cho cô nhá. Các bạn bật hết mic lên cho cô và trả lời câu hỏi nhá. Dạ. Bật hết mic lên cho cô và trả lời câu hỏi nè. Gia Bảo bật mic lên cho cô nè. Cho tắt mic cam luôn. Gia Bảo tắt bật cam lên và sau đó thì mở mic lên để trả lời câu hỏi nhá. Rồi, ok. Dọn dẹp. Thuật ngữ của nó là clean up. Đúng hay sai? Đúng. Right. Right or wrong? It is right, đúng không? Yeah. Right, ok. Choose. Chọn, sorry. Chọn. Choose. Tiếng Anh là gì? Choose. Ok, right. Ok, right. I am with
To do something special for an important event that is celebrate or I am with? I am with. So what about tôi đang ở cùng với in English? Không phải hai câu. Ở đây chúng ta chỉ có hai câu. Ở đây chúng ta chỉ có hai từ và kiện nội ghép với hai từ này định nghĩa của chúng. Thứ nhất là làm một cái gì đó đặc biệt cho một cái sự kiện quan trọng thì là I am with à? Không phải, cái này là nhấn vào thuật ngữ, đây là thuật ngữ tức là khái niệm á, để ghép với định nghĩa của chúng, được chưa? Thì cái này, cái từ đầu tiên, to do something special for an important event, đó là celebrate or I am with. Nó là gì nhỉ? Nó là từ celebrate hay là từ I am with? Celebrate. Còn tôi đang ở cùng với ở trong tiếng Anh nó là gì? I am with. Okay, rồi. Căn hộ in English. Căn hộ tiếng Anh là gì nhỉ? Apartment. Đúng rồi. An apartment, right? An apartment. Very good. The next one. Tiếp mời. Card. Nó là một cái thẻ. Card nó là một cái thẻ. Invitation. Right. Invitation. Very good. Rồi. Được bài nhá. Are you sure about your answers? Yes. Yes, okay. Okay, 100%. Congratulations. Okay, right. Okay, so. Okay. So, all of you also remembered the words. Okay, very good. Now, we will start the new unit. Today we will learn the new unit. That is unit 11. Look at on the animals. Look at on the animals. Okay, so before we learn these animals, you can type in your chat box. What animal do you know about in English? Are you clear? Now, I say that before we learn this animal in this book, I want you to type in the chat box on the animals that you know. Hiểu không? Do you understand what I mean? Okay, rồi. Trước khi mà chúng mình học, khi mà chúng mình học những cái động vật, con động vật ở trong sách, thì cô muốn các bạn đánh vào trong chat box này nè. Các bạn đánh vào trong chat box những cái động vật mà các bạn biết bằng tiếng Anh vào trong cái phần chat box này cho cô nhé. Gửi cho cô hả cô? Ừ, đây, gửi vào đây, gửi cái phần vào phần đây. Anh hiểu rồi. Con hiểu rồi, okay. Rồi các bạn đánh một phần chat box cho cô nào. Rồi cô. Đây. Rồi, okay. You have two minutes to do this exercise. Các bạn có 2 phút để làm bài tập này nhá. Đi bằng tiếng Anh hết hả cô? Đúng rồi, ghi bằng tiếng Anh.
chữ viết viết sao ta? À em nhớ rồi. Ôi à. Được rồi, bộ chén này à. Cái gì lại quên mất rồi ấy. Rồi, ok, your time is up, please click enter. Rồi các bạn hết giờ rồi, các bạn nhấn enter cho cô nào. Okay, yeah, I can see the Thiện Nhân's answer, Thảo Quỳnh, okay. So what about that Bảo? I cannot see your answers. Cô, ngay từ đây không biết viết luôn. Thầy Nhân viết được ghê rồi, em không biết viết. Bảo, can you enter your answers? Giờ bảo ấn enter đi nào. Cô chưa nhìn thấy câu trả lời của Gia Bảo. Đã bảo ấn enter chưa? Em cho thêm một câu nè, nữa này cô. Em cho thêm con khỉ. Đã bảo ấn enter chưa? Chưa. Ấn enter đi, để cô check đáp án của các bạn nào. Để chưa ấn, em thêm con dịch cho em thêm con khỉ được không cô? Được. Nói chung là rồi, cô sẽ kiểm tra câu trả lời của Thiện Nhân trước nhá. Dog, right, cat, goat, cow, elephant, zebra, monkey, horse, giraffe, right, very good, lion, tiger, duck and sheep, very good. Okay, so Thảo Quỳnh, do you know the giraffe? Cái gì cơ? Do you know the giraffe? Và sao cơ? Let's see your Thiện Nhân's answer and tell me, do you know the giraffe? Con nói tiếng Việt đi cơ. Okay,
nhìn con nhìn vào câu trả lời của thiện nhân nào. Rồi, nhìn vào câu trả lời của thiện nhân. Và nhìn cho cô xem con có biết con giraffe có nghĩa là con gì không? Dễ. Hươu cao cổ. Đúng rồi, hươu cao cổ, right. So what about sheep? Con cừu. Con cừu, đúng rồi, chính xác. Okay, very good. Now, let's see your top queen's answer. Dog, cat, goat, horse, fox, right? Fox. Fox là con gì? Fox là con cáo, nhưng mà fox này là con gì? Con ếch. Bạc. Con ếch á? No, con ếch thì nó phải là frog nhá. Để dắt ý sai tàu ấy cô. Đúng rồi, ếch nó phải là frog, được chưa? Elephants, right? Giraffes. Giraffe, ở đây là những con hươu qua cổ à? Thêm đôi S, S thì là số nhiều đúng không? Yeah. Lion, lion là con? Sư tử. Lion là con gì? Sư tử. Đúng rồi, tiger là con? Tiger mới là con sư tử chứ. Tiger là con hổ. Sorry, tiger là con hổ đúng không? Cô, con rắn là tuổi của em, còn con sư tử là cung của em. Next là con rắn, right. Rồi, bạn Gia Bảo, cô vẫn chưa thấy câu trả lời của Gia Bảo. Cô vẫn chưa thấy câu trả lời của Gia Bảo nhỉ? Đúng rồi. Đây con. Chí xa từ rồi, buồn quá. Gia Bảo nhân ok đi. Con nào vừa mà cô? Ơ, sao người ta dùng ít thì cô? Em mới biết thêm con này nè cô. Cô không nhìn thấy câu trả lời của Gia Bảo ấy. Nó có dùng ít thì... Em mới biết cái con gì đây nè. Để em xem. Ờ rồi, nếu thế thì Gia Bảo thử đọc cho cô các con mà Gia Bảo viết nào. Dog, cat, goat, cow, elephant, zebra, monkey, horse, giraffe, lion, tiger, duck, sheep, frog, rabbit, cat, wolf, fox, snake. Okay, yeah, well done. Yeah, so you know a lot of animals, right? All of you, very good. So today we will learn more. Donkey. More animals. Okay. Now, let's listen first. Cô về nhá. Cô cũng khác cô lại ra. Anh đi vào phòng. Okay. Khó anh nha. Family and Friends Special Edition Grade 4 Student Book Listening 115. Let's listen. Listen and point. Cow. Goat. Horse. Donkey. Goose. Horse. Goose. Cow. Goat. Donkey. Listen and repeat. Okay, now listen one more time. 15. Listen and point. Cow. Goat. Horse. Donkey. Goose. Horse. Goose. Cow. Goat.
Donkey. Listen and repeat. Okay, all of you. Bây giờ tất cả các bạn sẽ cùng nghe và đọc lại nhé. Turn on your microphone, please. All of you, turn on your microphone, please. Nào, bật mic lên cho cô nhé. Em bật rồi. Ngồi thì nhau bật mic lên cho cô. Rồi, okay. Listen and repeat. Cow. Cow. Tất cả các bạn đều đọc nhá, bởi vì cô có thể nghe được, biết bạn nào chưa đọc đâu. Goat. 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 Horse. Horse. Donkey. Donkey. Goose. Goose. Listening 160. Okay, goose. 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 Rồi, bây giờ các bạn sẽ nghe cô đọc lại một lượt nữa nhá. Cow, goat, horse, donkey, goose. One more time. Cow, goat, horse, donkey, goose. Okay? Who is volunteer to read this word? Là sao cô? Bạn nào xung phong đọc lại các từ này cho cô nè. Rồi, Gia Bảo. Okay, right. Cow. Goat. 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 Horse. Donkey. Goose. Rồi, very good. Bạn tiếp theo nào? Bạn nào nhỉ? Thảo Quỳnh, okay. Cow. Goat. 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 House. Horse. Horse. Donkey. Goose. 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 Đọc lại cho cô nè. Goose. Đọc lại cho cô nè từ đầu. Cow. Goat. House. Horse. Horse. Donkey. Goose. 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 Okay, goose. Goose. Okay, right. Thiện Nhân nào, Thiện Nhân đọc cho cô nào. Cow. Goat. Horse. Donkey. Goose. Okay, very good. Rồi, Thiện Nhân đọc rất là tốt. Thiện Nhân đọc rất là tốt luôn. Thế nhân cố gắng tích cực chơi tay trong lớp nhá. Rồi, ok. Các bạn sẽ nghe người ta. Exercise 2, listen and chant. Teen, listen and chant. Cow, cow, cow. Goat, goat, goat. Horse, horse, horse. Donkey, donkey, donkey. Goose. Goose, goose. Okay. Ở đây thì người ta sẽ chỉ nói lại cho các bạn một lần nữa các từ này thôi. Rồi nhá. All the vocabulary today: cow. The second one, goat. The next one. Horse. Horse. The next one. Donkey. Donkey, right. And the last one. Goose.
goose, goose, right? So, how what does it mean? How what does it mean? What is animal? Con bò. Con bò. Bò, right? Bò sữa. Wow, cow, con bò sữa. Goat. Con dê. Con dê. Horse. Con ngựa. Ngựa, right. Donkey. Con lừa. Okay, right. You can see the picture. You can see the picture and guess. Donkey là con. No. Con lừa. Goose. Goose là con gì nhỉ? Con gì? Goose con gì nhỉ? Ngỗng. Goose con ngỗng nhé. Goose con ngỗng được chưa? Rồi các bạn ghi giúp cô năm cái từ mới này vào trong vở nhá. Hà mã là con tiếng Anh nó là gì ạ cô? Hippo. Hà mã. Đúng rồi, chính xác, hippo. Right, con hà mã. Rồi em đi sai luôn. Thực chất là con hippo này nó vẫn chỉ là từ viết tắt của cái từ của cái từ đầy đủ của nó thôi. Hipponius. Hipponius mới là con hà mã. Nó là viết lạc đầy đủ nhưng mà chúng ta có thể viết hippo như này cũng được nhé. Rồi các bạn ghi cho cô các từ mới này vào trong vở nhé. Bây giờ xong thì bây giờ ghi xong thì các bạn bảo cô. Nè bạn, các bạn đang đợi hả bác? Em ghi xong rồi cô. Ok. Em ghi xong. Xong. Em ghi xong rồi. Xong. Ok, right. Còn thiện nhân nữa đúng không? Nhân xong gỡ. Đúng rồi, ghi vào trong gỡ đấy con. Nhân mà nó ghi xong gỡ vậy nó ngoài bút luôn cả cô. Rồi nhá. Được chưa? Rồi các bạn đọc lại, tất cả các bạn đọc lại cho cô một lần nữa này. Cow. Goat. Goat. Horse. Horse. Donkey. Donkey. Goose. 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 Âm u nha, các bạn nhấn cho cô là âm u. Goose. Goose. Okay, right. Now, yay. In exercise 3, listen and read. So before you listen, let's look at the pictures here. Let's look at the pictures here. So we have, how many pictures are there? How many pictures are there? Six pictures. Yeah, right. There are six pictures, right? So in these pictures, how many people... How many people? Four. Ah, yeah, right. There are four people, right? Four people. So who are they?
Who are they? They are animals. No. Nghĩa là gì cô? Họ là ai? Có bốn người thì họ là ai nhỉ? They are from Billy. All right. Rosie, they are grandfather. What else? And Rosie, Tim, Billy. Oh, really? Great. Good. Okay, so let's see. What are they talking about? Okay. Let's listen. What are they talking about? Listening 117. Listen and read. Wow, look at all the animals, Billy. Look, this cow is bigger than that cow. Yes, it's the mommy cow. And this sheep is smaller than that sheep. It's a baby sheep. Look, a baby donkey and a mommy donkey. That's right, Billy. Look, that goat is bigger than the other goats. Is it a daddy goat? No, it's a hungry baby goat. Okay. Listening. Listen one more time. The mommy cow. Wow, look at all the animals, Billy. Look, this cow is bigger than that cow. Yes, it's the mommy cow. And this sheep is smaller than that sheep. It's a baby sheep. Look, a baby donkey and a mommy donkey. That's right, Billy. Look, that goat is bigger than the other goats. Is it a daddy goat? No, it's a hungry baby goat. Rồi, okay. Ở đây chúng mình có bốn nhân vật đúng không? Ở đây chúng mình có bốn nhân vật. À, ở đây là có bốn nhân vật rồi, ok. Đi cô xem nhá. Em đi vệ sinh xong rồi. Rồi, cô, bây giờ các bạn sẽ đóng vai cho cô nhá. Let's play. Đóng vai cho cô. Cái bạn nam này này, cái bạn nam mặc áo màu xanh này này, thì cô sẽ là đóng vai. Cô sẽ là bạn nam đấy, được chưa? Còn lại who is grandfather? Ai sẽ đóng vai làm người ông nhỉ? Em chưa. À rồi, Thiện Nhân nhá. Thiện Nhân sẽ đóng vai làm ông này. Mặc áo cam nào. Chàng trai mặc áo cam ai nhỉ? Cho em đi câu. Con. Ok rồi. Bạn Gia Bảo nhá. Gia Bảo sẽ đóng vai làm mặc áo cam, và bạn nữ này. Bạn nữ này sẽ đóng vai. Sẽ là Quỳnh đóng vai nhá. Cái gì cô? Nữ, bạn nữ này sẽ là Quỳnh đóng vai, được chưa? Vâng. Rồi, ok, nào. Let's start. Bắt đầu nào. I look at on the animals easily. Go on. Look, this cow is bigger than that cow. Right. Yes, it is. It's the
The mommy cow. Mommy cow. Right. And this sheep is smaller than that sheep. It's a baby sheep. Sheep. Look, a baby donkey and a mommy donkey. That's right, Billy. That look, that goat is bigger than the other goats. Is it a daddy goat? No, it's a 100 baby goat. Very good. Okay, great. Các bạn đổi vai cho cô một lần nữa nhé. Cô thì sẽ không đổi vai, cô thì vẫn là bạn này thôi. Không đi cô. Rồi, Tiến Phương, lại Tiến Phương. Gia Bảo sẽ làm ông. Gia Bảo sẽ là ông nhá. Còn bạn áo cam này sẽ là ai? Là ai nhỉ? Bạn nào giơ tay? Hiện Nhân nhé. À không được. Thế thì Thảo Quỳnh nhá, Thảo Quỳnh sẽ là bạn mặc áo cam này nhá. Còn Thiện Nhân sẽ là cô gái này nhá. Được chưa? Rồi, bắt đầu nào. Wow, look at all the animals, Billy. Okay. Look, this cow is bigger than that cow. Cow, not skull, cow. Cow. This is the mommy cow. And this sheep is smaller than that sheep. A baby sheep. Look, a baby donkey and a mommy donkey. That's right, Billy. Look, this goat is bigger than the other goats. No. Is it? Is it a fatty goat? No, it's a hungry baby goat. Goat. Okay, right. Rồi, dựa vào những nhân vật mà các bạn vừa được đóng vai, các bạn vẫn còn nhớ vai của mình đúng không? Yeah. Rồi, các bạn dịch cho cô bài này sang tiếng Việt nào. Nhiều sách thì... Dịch cho cô bài này sang tiếng Việt nào. Các nhân vật như vừa nãy, như lượt thoại vừa nãy. Nào. Phương. Sorry, Gia Bảo dịch cho cô nào. Cuối cùng hôm nay wow. Nhìn kìa. Look at on the animals, Billy. Wow. Hãy nhìn tất cả những cái con động vật ở đây nào, Billy, đúng nhỉ? Billy. Tiếp nào. Nhìn kìa. Đó là con bò sữa rất to. This cow, con bò này is con bigger. Bò này rất là to. To hơn, bigger là hơn nhá. Bigger là hơn. To hơn làm sao? To hơn con bò kia. Đúng rồi. This cow is bigger than that cow. Con bò này to hơn con bò kia. Đúng rồi, chính xác. Vâng. Đó là con bò mẹ. Rồi. Và con
cừu này nhỏ hơn con cừu kia. Đúng rồi. It's a baby sheep. Nó là con cừu em bé. À, ở đây thì mình sẽ dịch là con cừu con nhá. Baby sheep, con cừu con, được chưa? Nhìn ồ, tiếp nào. Nhìn kìa, baby lừa. Con cừu bé, con cừu bé. Nhìn kìa, con cừu bé. Sorry, con lừa. Sorry, con lừa, à, đang kia con lừa. Nhìn kìa, con lừa nhỏ. Và một con lừa. Mommy lừa. Mommy lừa là con gì? Mommy là con lừa và một mẹ lừa. Đúng rồi, con lừa con, một con lừa mẹ, được chưa? Baby donkey con lừa con, còn mommy donkey con lừa mẹ, được chưa? Con lừa con, một bạn lừa mẹ. Rồi, đúng rồi đó Lily, Billy. Nhìn kìa, kia là con cừu to hơn những con cừu khác. Đúng rồi, con cừu đó, that goat, con cừu đó to hơn những con cừu khác. Đúng rồi, chính xác. Đó là một ông bố dê. Đó có phải là một, đó có phải là một con dê? Đó có phải là một con dê bố không? Ồ, thế thì cái câu này cô lại dịch nhầm đúng không? Con dê này, à con dê đó, thiện nhân chú ý, I'm sorry, con dê đó thì lớn hơn những con dê khác đúng không nhỉ? Đó có phải là con dê bố không? Thiện nhân nào? Oh, sorry. Không. Ra bạn. Không. Đó là con dê. Con. Con đang đói. Đúng rồi, chính xác, đó là con dê con đang đói. Đúng rồi, chính xác. Các bạn nhìn vào trong cái đoạn hội thoại vừa nãy nhá. Chúng ta có hai cái câu. This cow hai câu is sau. Bigger than this cow is bigger than that cow. Trời, và this sheep is smaller than that sheep. Được chưa? Thì các bạn nhìn vào đây cho cô. Các bạn vừa dịch hai câu này đều là gì nhỉ? Con bò này to hơn con bò kia. Và con cừu này thì nhỏ hơn con cừu kia. Tức là nó đang có sự gì đấy? Sự so sánh. Đúng rồi, nó đang có sự so sánh giữa hai, giữa hai vật với nhau, hai loài với nhau đúng không? Như vậy chúng ta sẽ, hôm nay chúng ta sẽ học một kiến thức mới, đó là câu so sánh, được chưa? Hôm nay chúng mình sẽ học một kiến thức mới, đó là câu so sánh. Và hôm nay thì chúng mình sẽ học kiến thức về câu so sánh hơn với tính từ ngắn, được chưa? Nào. Học rồi. Học rồi đúng không? Kiến thức câu so sánh với, so sánh với tính từ ngắn đúng không? Nào, nếu mà học rồi thì các bạn cho cô công thức câu của câu so sánh với tính từ ngắn nào. Em chưa. Bạn nào học rồi nhỉ? Bạn học rồi thì cho cô công thức của so sánh với tính từ ngắn nào. Nào. Comparison. Là sao vậy? Là gì đó cơ? Comparison. Comparison with adjective, short adjective. So sánh với tính từ ngắn nó sẽ có cấu trúc như sau. Cái loại được nhắc đến đầu tiên, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ cộng với to be. Sau đó chúng ta sẽ cộng với tính từ ngắn. Tính từ ngắn thêm đuôi er. Ủa cô, cái chữ đầu tiên là sl1 hay là sl vậy cô? S1 nha, S1 nha con. Tức là chủ ngữ đầu tiên đó. Tính từ ngắn thêm đuôi er, được chưa? Tính từ ngắn thêm đuôi er nhá. Short adjective thêm đuôi er. Sau đó thì là then. Từ then này là một từ bắt buộc chúng ta phải có.
Sau đó là chủ ngữ thứ hai, tức là cái vật so sánh với cái chủ ngữ thứ nhất, được chưa nhỉ? Các bạn có hiểu thế nào là tính từ ngắn không? Không. Các bạn có hiểu tính, à rồi, ok, cô sẽ giải thích nhá. Tính từ ngắn là tính từ có một âm tiết. Thế nào là một âm tiết? Cô nói lại này, tính từ ngắn là tính từ có một âm tiết nhé. Nào, cô nói viết vào đây nhá. Tính từ ngắn là từ có một âm... Cô lên đi chỗ viết cô ơi. Hả? Cô lên chỗ viết cô. Là sao? Con viết bài cô. Ừ, thì ở đây đang mở ra các bạn viết đây. Được chưa? Tính từ ngắn là tính từ có một âm tiết. Thế nào là tính từ có một âm tiết? Ví dụ như là từ sao, từ big. Từ big này khi mà chúng ta phát âm ra, các bạn hiểu chưa? Khi mà chúng ta phát âm ra big, big, chúng ta chỉ phát âm một lần thôi và chúng ta không có một lượt nghỉ nào hả? Lượt nghỉ nào hết. Thì cái từ big này nó gọi là một âm tiết. Được chưa? Còn ví dụ như là từ beautiful đi. Beautiful. Thì các bạn thử đọc lên cho cô và xem nó sẽ có quãng nghỉ như nào. Beautiful. Beautiful. Ba. Đúng rồi. Ba âm tiết đúng không? Chính xác. Đó. Các bạn thế nào hiểu thế nào là âm tiết chưa? Âm tiết của một từ chưa? Dạ. Rồi nhá. Ví dụ như từ sao, từ trip. Có mấy âm tiết? Dạ, một ạ. Một, chính xác. Education. Tính từ mà, đã, cô đang nghĩ, tôi đang nghĩ tính từ. Ví dụ như là từ... Dangerous. Dangerous có mấy âm tiết? Dạ. Dangerous. Ba âm tiết, được chưa? Đó, các bạn hiểu thế nào là âm tiết chưa? Các bạn thấy hiểu thế nào là âm tiết chưa? Rồi, ok nhá. Đó. Thì tính từ ngắn là tính từ có một âm tiết, ví dụ như là big hay là cheap. Khi mà tính từ này là tính từ có một âm tiết thì các bạn sẽ thêm đây nha, big này, chúng ta sẽ chuyển thành thêm đôi er vào đúng không? Bigger. Như này đúng không? Nhưng các bạn phải double g lên cho cô, bởi vì sao? Bởi vì đằng trước cái từ kết thúc từ g là một nguyên âm. Được chưa? Nó là một nguyên âm. Nguyên âm thì bao gồm nguyên âm nhá, vowels. Nguyên âm này nó chỉ có bao gồm 5 nguyên âm thôi. Được chưa? Nó chỉ có bao gồm 5 nguyên âm này thôi. Và mẹ của chúng ta nhớ nguyên âm nó chính là ể oải. Được chưa nhỉ? Mẹo này các bạn nhớ được nguyên âm nó là 5 chữ cái này thôi. Ể oải. Được chưa? Và các bạn nhìn vào từ big cho cô. Thì trước khi mà kết thúc, đằng trước cái phụ âm cuối của nó là một nguyên âm. Thì chúng ta phải nhân đôi cái phụ âm cuối đó lên, sau đó mới thêm đuôi er vào. Được chưa? Hiểu chưa nhỉ? Có cần cô nói lại một lần nữa không? Không, cô cho em xem. Có cần cô nói lại một lần nữa không? Nói lại nhá. Ví dụ như là từ big này. Cô sẽ lấy ví dụ từ này nhá, từ short này nhá, để cho các bạn không bị phải vơ vào trường hợp đặc biệt. Short khi mà chuyển sang tính từ ngắn thì nó là gì nhỉ? Shorter, right? Shorter, được chưa? Thì đó, khi mà chúng ta chuyển từ tính từ ngắn chuyển tính từ ngắn sang dạng so sánh hơn của nó thì chúng ta chỉ việc thêm đuôi vào thôi. Được chưa? Shorter thôi, được chưa? Rồi, đây là trường hợp đặc biệt nhá, từ big. Con nói lại từ big. Vì sao khi mà thêm đuôi er vào nó lại phải nhân đôi thêm một lần từ g nữa? Đó là bởi vì đằng trước âm g là nó là một nguyên âm, mà nguyên âm thì bao gồm 5 âm này: u, u, e, o, a, i.
Nó bao gồm 5 cái từ này, bao gồm 5 cái nguyên âm ở ngoài này, một trong 5 từ này, được chưa? Nó bao gồm một trong 5 nguyên âm này, nên là chúng ta khi mà thêm đuôi er vào thì chúng ta phải nhân đôi phụ âm cuối. Nhân đôi phụ âm cuối. Thế nào là phụ âm? Phụ âm là không bao gồm 5 từ này, 5 chữ cái này thì tất cả các chữ còn lại là phụ âm. Được chưa? Tất cả các chữ còn lại thì được gọi là phụ âm, nó là consonants. Nó sẽ là phụ âm. Được chưa? Phụ âm là bao gồm tất cả các từ, sorry, các chữ còn lại không bao gồm 5 chữ cái này, được chưa? Thì gọi là phụ âm. Và âm G này nó không phải là một phụ nguyên âm đúng không? Nên là chúng ta sẽ nhân đôi phụ âm cuối lên, sau đó mới thêm đuôi er vào, được chưa? Hiểu chưa? Ví dụ nhá, cho ví dụ cho một từ nữa nhá. Em coi dragon. No, dragon nó là con, nó là danh từ mà, nó không phải tính từ đó. Coat. Cái áo khoác thì sao cô? Áo khoác nó cũng là danh từ, các bạn phải chú ý cho cô là danh mô. Từ nhá. Mô. Mô rồi. Mô. Hát. Thì hát thì sao cô? The small nè. Small chuyển thành gì nhỉ? Smaller. Smaller, right. Thin nè. Thin thì chuyển thành gì? Thinner. Có viết cái này đúng không? Ờ, từ coi, sai. Sai, tại sao lại sai? Ờ, vì cái chữ y cái cổ. Tại sao lại sai? Chúng ta phải làm động tác gì nữa? En. Đúng rồi, thêm một từ en nữa, tại sao phải thêm một từ en nữa nhở? Nó chữ y có trong từ huế hoà. Đúng rồi, bởi vì là cái chữ y này nó đứng đằng trước phụ âm đúng không? Nó đứng đằng trước cái phụ âm cuối đó. Nên là chúng ta phải thêm gấp đôi cái chữ N này, sau đó mới được thêm đuôi er vào. Được chưa? Vâng. Các bạn hiểu chưa? Rồi. Hôm nay thì chúng mình sẽ chỉ học về câu so sánh với tính từ ngắn thôi nhá. Các bạn ghi bài vào cho cô đi. Đây là kiến thức về ngữ pháp nên các bạn phải ghi vào cho cô nhé. Ghi sau đó nếu mà không hiểu thì các bạn phải hỏi lại. Vowels nó là nguyên âm. Vowels nguyên âm. Nguyên âm. Khó hiểu quá. Dễ mà. Bạn thấy dễ và bạn học với cô trà trước mình rồi. Rồi. Các bạn viết lại và cứ viết vào vở cho cô đi. Sau đó thì nếu mà chưa hiểu cái gì thì hỏi lại nhé. Em viết xong rồi. Rồi. Trong lúc lại các bạn khác viết thì Thảo Quỳnh có câu hỏi gì cho cô không nhỉ? Thảo. Tại vì cô thấy Thảo Quỳnh mà không hiểu á. Còn ví dụ á cô. Ví dụ khó hiểu hả? Dạ. À, ở đây thì cô đang lấy ví dụ cho các bạn là khi mà có một số từ khi mà chuyển sang tính từ ngắn, chuyển sang cái so sánh hơn thì phải thêm đuôi er vào, nhưng mà nó bị phạm một số vào trường hợp như là đứng trước nguyên âm. Bây giờ Thảo Quỳnh hiểu, nhìn với cô vào từ big này. Thảo Quỳnh nhìn với cô vào từ big nhá. Thì đứng trước cái phụ âm cuối đây này. Phụ âm cuối đây là từ big, thì cái từ âm g này là phụ âm cuối đúng không? Dạ. Yeah. Rồi, phụ âm cuối này nó đứng đằng trước nó là một nguyên âm. Hiểu chưa? Hiểu. Đằng trước nó là một nguyên âm, và nguyên âm thì bao gồm 5 từ này, 5 chữ cái này, một trong 5 chữ cái này ở ngoài. U I U L O A I. Đó là 5 nguyên âm nhá. Và cái từ big này thì đằng trước cái phụ âm cuối này là một nguyên âm là từ i đúng không? Dạ. Yeah. Và nguyên tắc
của nó là, đây, nguyên tắc đây. Khi mà đang đứng trước, thế thì Thảo Quỳnh ghi cho cô cái nguyên tắc này vào nhá. Đứng trước phụ âm cuối là một nguyên âm thì chúng ta phải nhân đôi phụ âm cuối và thêm đuôi er. Được chưa? Thêm đuôi er. Thảo Quỳnh hiểu chưa? Đọc lại này. Khi mà cái từ đó này, khi mà một từ mà có một từ đứng trước cái phụ âm cuối của từ đó là một nguyên âm. Đứng trước phụ âm cuối này của một từ đó là một nguyên âm. Đây, nguyên âm đây. Nguyên âm đây. Thì chúng ta phải tiến hành làm nhân đôi cái phụ âm cuối đấy lên, nhân đôi cái phụ âm cuối này lên, sau đó mới được thêm đuôi er vào. Được chưa nhỉ? Hiểu rồi. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Rồi. Ghi cho cô cái quy tắc này. Ghi cho cô cái quy tắc đấy nhá. Ghi cho cô quy tắc này vào nhá. Em ghi xong rồi cô. Ô. Chưa. Cái to be này thì chúng mình sẽ dựa vào cái chủ ngữ một nhé. Các bạn ghi xong hết cái này chưa? Dạ rồi. Tất cả các bạn đúng không? Chưa cô. Gia Bảo xong chưa? Thiện Nhân xong chưa? Chưa. Rồi ok, các bạn viết đi. Phụ âm cuối. Và thêm đuôi R. Đây là cô đang lấy ví dụ, cô đang lấy ở trong quy tắc với so sánh, từ so sánh nha. So sánh với tính từ ngắn nha. Xong. Rồi, ra bảng is done. Thảo Quỳnh xong rồi đúng không? Dạ. Chưa viết. Cô giơ lên đi cô. À, Thiện Nhân xong chưa? Cô cuối cùng là hôm nay có mình cho không vô thôi đúng không? Chị đấy. Đúng rồi, biết rồi. Thiện Nhân đã xong chưa? Rồi. Rồi à, ok. Bây giờ cô lấy ví dụ cho các bạn về cái cấu trúc câu này này. Ví dụ nhá. Example. Bây giờ. Cô lại lấy cô sẽ lấy lại ví dụ nhá. This ship is bigger than that ship. Một bạn đọc nói cho cô biết. Chủ ngữ thứ nhất đâu? Zip e. Zip g. Chủ ngữ 1 đâu? S 1 ở đây đâu? S 1 ở đây là cái nào? Ở đây là zip. Zip e bigger. This ship. Tính. Cái câu này this ship is bigger than that ship. Nhưng mà câu hỏi là cái chủ ngữ 1 là cái nào? Là zip. Chủ ngữ một là gì? This. This gì? This ship. This ship. Đúng rồi, this ship là chủ ngữ một. Cái is này là gì? To be. Đúng rồi, nó là to be, chính xác. Úi dồi. Bigger là gì? Nó chính là tính từ ngắn thêm đuôi. Em. Tính từ ngắn thêm đuôi er, đúng không? Yeah. Tiếp. Tan này thì phải viết lại này, đúng không? Tan là bắt buộc phải viết lại rồi. That ship là gì? That ship là phải viết lại. S2. S2
chủ ngữ hai của nó là task shift. Vật đến thứ hai đó chính là task shift, được chưa? Các bạn hiểu cái cấu trúc câu của so sánh với tính từ ngắn chưa? Hiểu rồi cô. Rồi các bạn viết cho cô cái ví dụ này vào và phân tích giống như cô này nhá. Ví dụ như là task shift thì các bạn đóng ngoặc vào hai đấy vào xong các bạn ghi là S1 này, is các bạn ghi là to be này, bigger thì các bạn ghi là tính từ ngắn thêm layer này, tan viết xuống, task shift thì các bạn viết là S2. Cô em viết lại yêu nhau. Được. Ui dồi, viết lại hết luôn. Cô em viết cái câu đó xuống dưới luôn đúng cô? Được, được. So sánh. Ê Bảo, cái câu đó viết xuống dưới được mà Bảo. Không phải, viết lại hết cơ. Chưa viết, viết lại chứ mình không viết đâu. Câu nào cũng nói lên viết xuống dưới hết luôn. So sánh. Ôi dồi ôi, nhầm rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Mọi viết lại không? So sánh với tính từ ngắn. Mình viết đúng nét, đúng ly là nó đẹp. Đây là viết cứ không đúng ly, đúng nét là nó xấu. Tính từ ngắn. Phẩy chiếc. Phẩy chiếc. Com. Ông pa. Em biết xong rồi cô. Rồi ai người biết xuống dưới nhưng mà lại biết lên đầu Bảo. Không biết. Các bạn biết xong chưa nhỉ? Mình biết các câu đó thôi. Các bạn biết xong chưa? Em biết xong rồi. Rồi các bạn chỉ biết cần chỉ cần biết cái ví dụ này thôi nhá. Còn tôi có tiếp xong. Còn Bảo thì kêu là bạn nó viết hết lại bài luôn. Ai không, chỉ cần viết lại ví dụ thôi. Chỉ cần viết thêm ví dụ thôi chứ đừng viết lại hết bài. Vậy đây các bạn biết rồi mà. Sai hết cô. Sai gì? Đi sai hết rồi đó cô. Con bị sai. Sai đi gì? Sai có nghĩa là cái con cô ghi lên trước rồi xuống dưới câu nữa. Không sao, không sao. Đi xuống dưới cũng được, đi bên trên cũng được, không sao hết. Em ghi xuống dưới hết. Không sao hết nhá, các bạn ghi xuống dưới này cũng được và các bạn ghi lên trên này cũng được. À, tất cả chữ ngữ còn lại các em lại ghi xuống dưới chữ đó. Các bạn ghi như thế nào mà các bạn hiểu là được. Đúng rồi. Bảo chơi ghi lại cho ơi Nhân, có ghi lại từ đầu không Nhân? Lại từ đầu đi Nhân ơi. Thôi Nhân đừng cứ ghi lại từ đầu, để mình Bảo ghi đi. Thấy chưa Nhân không ghi cái này. Nhân không ghi mà không ghi. Thấy chưa không ghi. Đi học với cháu thì mình về đi. Lại nhầm. Nổ rồi lại ghi lại nữa hả Bảo? Không. Không ghi lại vậy. Được chưa? Các bạn biết xong chưa? Chưa cô. Bạn có biết xong chưa? Xong cô. Thế Nhân biết xong chưa? Rồi ok. Thảo Quỳnh biết xong chưa? Rồi cô. Em biết bài từ nữa đi cô. Em sẽ không ngồi. Còn mỗi già Bảo thôi đấy nha. Thế thì chơi viết lại từ đầu đó. Cho cái xui. Tổ viết lại từ đầu. Mình thấy bạn nên viết cái câu cô in đậm lên thôi á Bảo ơi. Từ từ sắp xong rồi đây. Viết thế đâu rồi? Viết đến đứng trước phụ âm. Ừ thấy rồi đó. Chị gần xong rồi đó.
chưa? Các bạn biết xong chưa? Còn bão thì cô. Bạn có chơi gì là từ đầu mà. Con biết đến... Phải... Con biết đến đứng trước phụ âm rồi cô. Cô bảo, không phải, cô bảo không phải viết lại từ đầu rồi còn. Mà còn án gì? Ừ. Ui, viết để đẹp chưa đẹp đúng không cô? Viết để đẹp chưa đẹp đúng không bảo? Ông viết mấy mà. Viết bằng bút bi. Viết không hết mỏi tay à? Không. Còn mà viết thì ai quẹo. Thảo Quỳnh, Thảo Quỳnh để cho bạn tập trung viết nào. S một sắp sắp. Cô cái dòng bên xanh của cô là gì cô? Dòng gì cô? Cái dòng xanh xanh ở dưới đó. Mình cũng đi đó. Cục short. Ờ. Vẫn thế à cô? Thì nó vẫn thế mà ai bảo viết lại? Ai bảo viết lại đâu? Cô chỉ bảo viết thêm cái ví dụ này thôi mà. Chơi. Nói sinh nhật mà. Không thương, tại lại viết lại nữa. Vì cậu. Đây rồi, nhân đôi phụ âm. Ơ cô cách ta làm gì cô? Ê, đấy các bạn nhìn cho nó rõ chứ các bạn không cần phải viết lại đâu nhá. Cô chỉ viết ra để cách này cho các bạn nhìn thấy rõ thôi. À. Thế từ cuối cùng là to R. Được chưa? Tụi con sắp xong rồi đây. Con ngoài đây. Tính từ. Từ con. Xong rồi cô. Rồi ok này. Hiểu chưa? Các bạn đã hiểu về kiến thức không? Chứ sao dành cái tính từ ngắn chưa? Chẳng nghe mọi người. Rồi nhá. Rồi. Nào. Thì sang bài số 4 nào. Look and write. Look at the pictures here and use this word to complete the four pictures. Nào. Đừng có thu nhỏ. Đây nhá. Các bạn nhìn vào bốn bức tranh này cho cô này. Và các bạn sử dụng bốn cái từ này này. Bigger than, smaller than, taller than và shorter than. Các bạn sử dụng cho cô bốn cái thằng này để hoàn thành cho cô bốn câu này nhá. Viết vào trong vở cho cô nhá. Người ta đã làm mẫu cho các bạn câu đầu tiên này. The horse is bigger than the goat. Con ngựa thì to hơn con dê rồi đúng không? Rồi bây giờ làm tiếp cho cô câu số 2, câu số 3 và câu số 4 dựa vào những cái từ này này. Người ta đã cho sẵn là smaller này, taller này, shorter này. Tôi được nói nha cô. Ừ rồi cô xong rồi cô. Em xong rồi. Xong chưa? Xong rồi. Cả ba bạn đều xong rồi hả? Rồi ok. Thế thì câu số 2 cô mời bạn Quỳnh nào. Dạ thưa cô là the girl is đâu? Yes. À thấy rồi. The girl is bigger than the boy. Bigger? No, bigger. Bigger ở đây thì người ta đã dùng rồi mà. Dùng từ khác nào. Smaller với cô. Con nhìn con cũng chẳng cần mấy cái từ kia đâu cô. Smaller. Đúng rồi. The girl ở đây thì làm sao? Như nào với the boy? Cao hơn rồi. Cao hơn đúng không?
người phụ con gái đang cao hơn thì cao hơn tiếng Anh là gì nhỉ? Là tall. Tall. Bây giờ thêm gì? Thêm R. E-R đúng không? E-R. The girl is taller gì? Than. Than the boy. Đúng rồi, chính xác. Câu số 3 nào, cô mời bạn Gia Bảo nào. The boy is shorter. Is shorter than girl. Than nha. Than, đọc là than cũng được, đọc là than được. Ok. The boy shorter than. Đọc là than nha, chứ không đọc là than nha. Có hai cách đọc, một là than, hai là than. Được chưa? The boy is shorter than the girl. Hoặc là the boy is shorter than the girl. Ok. Câu cuối cùng nào, cô mời bạn Nhân nào. Đúng rồi, the sheep is smaller than the cow. Ok, right. Rồi. Rồi, các bạn đợi cô một tí nhé. Ui, cô dạy lớp 11 hả cô? Ừ. Đâu? Hồi nãy đó. 76 kìa. 76 thì có phải lớp 11 đâu. Lớp 11 hồi nãy đó, mình thấy đó. À, lớp 7. Lớp 11 đó. Để lấy lớp 11 luôn kìa, lớp 10 luôn kìa, thấy không? Lớp 10 hả? Nói chưa, lớp 11 đó nữa. Mình thấy có lớp 11. Cô dạy lớp 11 đúng không cô? Ừ, ừ. Đó, tin chưa bảo. Ui dồi ôi. Đó, tin cô... chưa. À, em học sinh 16 tuổi. Không, hình như là lên lớp 11 là mấy tuổi rồi? Đây một lần 16 tuổi. Không biết. Ai 16 tuổi cô? Bảo. Cô đang tìm cho các bạn cái bài tập liên quan đến so sánh nhưng mà không biết cô lại để đâu mất rồi. À, Bảo, anh 6 tuổi. Rồi, không sao. Buổi hôm sau thì cô sẽ cho các bạn luyện tập thêm về cái thì à, về cái so sánh hơn này nhé. À, maybe là buổi sau thì cô sẽ không dạy các bạn nữa. Thì không rồi, chúng mình chuyển sang cái bài số lesson 3 song. Ui. Lesson 3, song. Listen, point, and repeat. Listening 118. Listen and slur team. Listen and point. Loud. Quiet. Fast. Slow. Quiet. Loud, slow, fast. Listen and repeat. Rồi, cho các bạn nghe lại một lần nữa nhé. Oh, listen. Quiet. Listen, sheep 119. Listen and point. Loud. Quiet. Fast. Slow. Quiet. Loud. Slow. Fast. Listen and repeat. Loud. Quiet. Fast. Slow. Ok. Nào. Ở đây chúng mình chỉ có 4 từ mới thôi đúng không? Yeah. Ở đây thì đều là 4 tính từ hết. Loud, quiet, fast, slow. We have a 4 new words here. Loud. Anh nhìn đi cho em ơi. Quiet. Fast. And
slow. Okay, so we have a four words here. So can you guess the words? Guess the meaning of this word? Loud. Loud là gì? To, to, to tiếng. To tiếng. Nói, nói nhiều. Không, không. Loud nó là một tính tính từ nhá. Loud. Ok. To này. Nhóm trang. To âm sọt. Âm ý. Được chưa? Quiet. Quiet trái ngược nhau với loud. Quiet trái ngược nhau với loud thì là gì? Yên lặng, yên tĩnh, đúng rồi. Fast là nhanh, trái ngược với nhanh sẽ là slow là gì? Chậm. Chậm, ok. Được chưa? Đó là bốn từ mới chúng ta sẽ học tiếp trong ngày hôm nay. Các bạn ghi bỏ, bây giờ bỏ cho cô. Ghi các từ mới vào vỏ nha. Gia Bảo bật mic lên cho, sorry, bật cam lên cho cô. Cô bạn nghĩ đi, để em nghe nghĩ vào sách luôn. Gia Bảo ghi, ghi vào, à bật cam lên cho cô nha. Cô. Ủa, không được tắt cam gì đâu. Cam của em bị hư rồi. Ôi trời ơi. Mày vẽ gì? Đây. Đóng chuột chạy trên nóc nhà. Con nghe tiếng chuột chạy không con? Cô ơi. Ơi. Con nghe tiếng chuột chạy ông sợ không? Chuột chạy hả? À. Các bạn ghi xong chưa nhỉ? À. Các bạn ghi xong chưa? Ok. Rồi. Các bạn, tất cả các bạn đọc lại cho cô nào. Loud. 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 Tất cả các bạn để bật mic lên và đọc cho cô nhé. Không đọc Hà Bảo. Loud. Quiet. 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 Fast. 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 Slow. 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 Ok. Rồi. Trước khi chúng mình... lạnh quá. Các bạn đọc tất, từng bạn đọc lại một cho cô nào. Trước cho. Gia Bảo đọc trước nhé. Loud. Quiet. Fast. Slow. Quiet. Tiếp nào, bạn Liên đọc cho cô nào. Liên đọc cho cô nào. Nhân. Nhân, can you hear me? Nhân bật mic lên đọc lại cho cô bốn từ nào. Loud. Quiet. Fast. Slow. Very good. Quỳnh nào, mình đọc cho cô bốn từ nào. Loud. Quiet. Loud. Fast. Fast. Slow. Fast. Fat. Slow. Slow. Okay, right. Okay. Trước khi chúng ta kết thúc bài hôm nay thì mình sẽ nghe một bài hát nhé. Em dọn rồi trước khi đi đây. Sing and do. Nghe và làm theo. Quack. Quack. Chip, chip. Listening 120.
Listen and sing On the Farm. The chick is quiet on the farm. Cheep, 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 says the chick. The chick is quiet on the farm. Cheep, cheep, cheep. The hen is louder than the chick. Cluck, 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 says the hen. The hen is louder than the chick. Cluck, cluck, cluck. The goose is louder than the hen. Honk, 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 says the goose. The goose is louder than the hen. Honk, honk, honk. The cow is slow on the farm. Clop, clop goes the cow. The cow is slow on the farm. Clop, clop, clop. The goat is faster than the cow. Clip, clip, clip goes the goat. The goat is faster than the cow. Clip, clip, clip. The horse is faster than the goat. Trot, trot, trot goes the horse. The horse is faster than the goat. Trot, trot, trot. Bài hát khá là vui nhộn đúng không? Không vui nhộn. Rồi, ở đây thì các bạn có nhìn thấy một số các con vật như là con gì? Con vịt. Con vịt con. Con vịt con đúng không? The chick. The hen là con gì? Con ngỗng. The hen là con gì? Con gà mái. Gà mái. The hen là gà mái nhá. The goose là con gì? Con ngỗng rồi đúng không? The cow là con bò. The goat là con gì? Con lừa. Con dê. Con lừa là gì? Anh được cho em nghe. Con lừa là gì? Goat. Con lừa cơ mà. Con lừa là donkey. Donkey. Donkey, đúng rồi. Nhớ nha. Rồi, bài tập về nhà của các bạn nào. Học từ mới cho cô. Hôm nay chúng mình có khá nhiều từ mới đấy. 2, 4, 6, 8. Chúng ta có 10 từ mới. Đúng không? Không biết câu. Đây, chúng ta có 10 từ mới. Cow, goat, horse, donkey, goose, hippo, loud, quiet, fast and slow. Học cho cô 10 từ mới này. Quay video nhá. Quay video để đọc lại các từ mới này cho cô. Nó còn làm cho happy không cô? Hippo, không phải happy. Nó làm cho hippo không cơ? Có, biết chưa? Các bạn đã viết ra vở rồi đúng đó. Các bạn đã viết ra vở rồi đúng không? Viết ra vở các từ mới này rồi đúng không? Em viết mấy từ, em viết xong từ động vật thôi. Xong đó, thì các bạn nhìn vào đó để đọc lại nhá. Nhìn vào đó để đọc lại các từ mới này. Có đọc tiếng quay video, không? Quay video để đọc lại các từ mới. Cái thứ hai là học lại cho cô cái cấu trúc câu về so sánh về tính từ ngắn. Được chưa? Như vậy nhiệm vụ của các bạn là sẽ học từ mới này. Sau đó quay video để đọc lại các từ mới đó. Được chưa? Quay video được. Và quay video để đọc lại các từ mới đó. Và học cho cô cái cấu trúc câu về so sánh về tính từ ngắn. Được chưa? Các bạn có câu hỏi gì cho buổi ngày hôm nay không? Minh Châu đâu cô? Minh Châu, chắc hôm nay bạn ấy nghỉ. Chắc C4 học nữa. Các bạn có câu hỏi gì nữa không nhỉ? Không. Ok. Nếu như mà không có câu hỏi gì thì chúng mình sẽ kết thúc buổi học ngày hôm nay tại đây nhé. Goodbye, see you next time. Goodbye. Goodbye, teacher. Ok, bye bye. Thank you.